Chủ tịch nước đề nghị cấp phép sớm cho vaccine Nanocovax. Chủ tịch nước đề nghị Bộ Y tế và các cơ quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để công ty Nanogen sớm sản xuất vaccine Nanocovax và chính thức đưa vào sử dụng. Tiếp tục chương trình làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 29 tháng 7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, làm việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen, khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, đơn vị đang nghiên cứu vaccine Nanocovax và Bệnh viện Dã chiến số 16. Làm việc với công ty Nanogen, Chủ tịch nước nhấn mạnh, biện pháp hữu hiệu, hiệu nhất hiện nay để phòng chống COVID-19 là 5K và vaccine. Vaccine là vấn đề rất quan trọng trong chiến lược bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Nước ta đang thúc đẩy chiến lược mua vaccine, đồng thời đẩy nhanh nghiên cứu vaccine trong nước để tự chủ hơn về nguồn cung. Vì vậy, cần làm rõ thuận lợi, khó khăn trong sản xuất vaccine Nanocovax để cùng tháo gỡ, nhất là việc thúc đẩy thủ tục hành chính để nhanh chóng đưa Nanocovax vào sử dụng trong bối cảnh người dân đang rất cần nhấn mạnh rằng chủ trương đẩy mạnh nghiên cứu vaccine COVID-19 trong nước được đề ra từ rất sớm, khoảng tháng 3 năm 2020. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nói, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đe dọa đến tính mạng của người dân, việc nghiên cứu để sớm có vaccine trong nước là rất cấp bách, được đặt trong tình trạng khẩn cấp quốc gia chủ tịch nước đề nghị bộ y tế và các cơ quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cải cách thủ tục hành chính khẩn trương tiến hành và thúc đẩy nhanh các quy trình đặc biệt là quy trình chuyên môn để sớm phê chuẩn vaccine đưa vào sử dụng và phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân đề nghị công ty nanogen không ngừng hoàn thiện công nghệ cải thiện và nâng cao chất lượng vaccine mục tiêu trong chiến lược nghiên cứu và sản xuất vaccine trong nước của việt nam hiện nay là không chỉ phục vụ người dân trong nước mà còn vươn ra phục vụ các nước trong khu vực cũng như trên thế giới muốn vậy cần sớm hoàn thiện mọi phương diện từ hình thức mẫu mã đến chất lượng vaccine để có thể tham gia toàn cầu đây cũng là niềm tự hào của việt nam nhưng trước hết phải đảm bảo nhu cầu trong nước thiết lập và bảo vệ các vùng xanh